Thưa quý vị, nằm trong loạt bài để miền Trung chung sống an toàn với thiên tai, báo Quân đội Nhân dân hôm nay đăng tải bài 1 luôn coi trọng công tác phòng chống thiên tai. Năm cơn bão liên tiếp đổ vào miền Trung, dẫn tới bão trồng bão, lũ trồng lũ. Hồi chuông báo động về sự cuồng nộ của thiên nhiên do biến đổi khí hậu đã được gióng lên từ rất lâu. Chúng ta cũng đã chứng kiến những hậu quả từ biến đổi khí hậu xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới. Và thực tế là đảng, nhà nước ta chưa bao giờ chủ quan với thiên tai, luôn coi phòng chống thiên tai là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Tuy nhiên, cũng phải thẳng thắn nhìn nhận công tác phòng chống lụt bão ở nước ta vẫn còn nhiều vấn đề cần hoàn thiện để hạn chế hơn nữa thiệt hại cho nhân dân. Hôm qua 20 tháng 11, cổng công khai giá dịch vụ của ngành y tế bắt đầu mở ở địa chỉ công khai y tế .moh .gov .vn. Đây là một nỗ lực nhằm công khai minh bạch các thông tin giá cả, chi phí dịch vụ, thiết bị y tế để góp phần ngăn chặn tệ nạn đẩy giá trong ngành y tế. Theo bài viết trên báo Tuổi trẻ, tại cổng thông tin này, người dân có thể tìm thấy các thông tin công khai giá thuốc, mỹ phẩm, giá trang thiết bị y tế, giá dịch vụ khám chữa bệnh, thông tin sản phẩm thực phẩm chức năng đang lưu hành và đã bị thu hồi, các sản phẩm vi phạm về quảng cáo và thủ tục hành chính công. Hiện nay có khoảng 400.000 người về hưu trước năm 1993 đang hưởng lương hưu với mức rất thấp thấp hơn nhiều so với mức lương tối thiểu vùng. Đại đa số các trường hợp này đang phải sống rất khó khăn, chật vật, nhất là khi họ ở tuổi đã cao, mang trong mình nhiều bệnh tật. Bài viết trên báo Lao động sẽ làm rõ hơn về vấn đề này bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội đào ngọc dung cho biết chỉ có thể giải quyết căn bản khi điều chỉnh thực hiện chính sách cải cách tiền lương theo ba nguyên tắc thứ nhất thực hiện nguyên tắc đóng hưởng về chính sách bảo hiểm xã hội thứ hai sẽ tính toán thực hiện điều chỉnh lương hưu độc lập tương đối trong mối tương quan với người đang làm việc Thứ ba, điều chỉnh thỏa đáng đối với nhóm có mức lương hưu thấp và nghỉ hưu trước năm 1995 nhằm thu hẹp khoảng cách tranh lệch tiền lương của người nghỉ hưu cùng chức vụ, cùng vị trí việc làm và cân đối giữa các thời kỳ. Theo ba phương án này thì sẽ giải quyết được căn bản vấn đề đặt ra dù đã được cảnh báo nhiều lần trên các phương tiện truyền thông báo chí nhưng thời gian gần đây nhiều người dân tiếp tục bị kẻ gian lừa đảo chiếm đoạt tài sản khiến tiền trong tài khoản bỗng nhiên bốc hơi báo nhân dân số ra hôm nay có bài viết đáng chú ý tái diễn tình trạng lừa đảo tài sản qua tin nhắn câu chuyện này một lần nữa cho thấy việc nâng cao cảnh giác tăng cường an ninh bảo mật thông tin cá nhân luôn cấp thiết khách hàng không nhập mật khẩu đăng nhập mã otp trên các trang mạng hoặc đường link không rõ nguồn gốc không cung cấp thông tin bảo mật e mobile banking internet banking như tên đăng nhập mật khẩu đăng nhập mã otp và nội dung các tin nhắn thông báo từ ngân hàng cho bất kỳ ai kể cả người tự xưng là công an cơ quan điều tra nhân viên ngân hàng hoặc yêu cầu từ email sms mạng xã hội. Còn trên báo Sài Gòn Giải Phóng số ra hôm nay có bài viết đáng chú ý, giao thông quanh sân bay Tân Sơn Nhất bao giờ thông thoáng? Những bức xúc của người dân từ việc phân luồng giao thông quanh sân bay Tân Sơn Nhất mấy ngày qua vẫn chưa được các bên liên quan trả lời thỏa đáng, điều đó khiến người dân càng băn khoăn hơn về những dự án chống ùn tắc giao thông ở khu vực xung quanh sân bay này. Các dự án đó đến nay đã được thực hiện như thế nào? Nội dung chi tiết mời quý vị đón đọc trên trang 7. Quốc hội đã thông qua Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi với nhiều điểm mới, theo đó kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 khi luật chính thức có hiệu lực, nguồn rác thải từ hộ gia đình cá nhân sẽ được phân thành 3 loại, chi phí thu gom phân loại rác thải sẽ dựa trên khối lượng hoặc thể tích. Đẩy mạnh phân loại rác từ hộ gia đình là bài viết trên báo Hà Nội Mới thay vì thu tiền xử lý rác thải theo bình quân đầu người như hiện nay, các cá nhân hộ gia đình càng xả nhiều rác sẽ càng phải trả nhiều tiền. Quy định này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến túi tiền của chính người dân, buộc họ phải nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc phân loại và xả rải thải rác. Dư luận kỳ vọng quy định mới sẽ giúp đẩy mạnh phân loại rác từ hộ gia đình, tạo cuộc cách mạng trong bảo vệ môi trường.